Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày nói gì tôi tôi? Xong rồi nó bắn tao. Trước khi tao nhắm mắt lại thì nó còn gửi lời nữa. Motherfucker, Burger Shot chào, chào mày gì đó, anh em. Burger này đi người đó ta. Tao nếu mày biết thì tao cũng chưa có thông tin gì trong thành phố này, bọn con đại nó có súng hết. Nó kiếm nó đụng đâu được thao kệ nó đi. Bây giờ tao đéo biết. Bây giờ mày có điều quan trọng như vậy. Mày bây giờ đéo kiếm được nó hiểu không? Đéo làm việc được nó tại vì nó có súng. Mình tụ mày toàn dao rồi không à. Ý bây giờ mẹ kêu cả thành phố săn nó hả? Không tôn trọng mày sống hả? Mẹ có súng cầm dao mày sợ hả? Sợ hả? Mày không sợ hả? Không. Không. Tôi ngã xuống để cho anh em tôi đứng lên. Không có gì để mất hiểu không? Mất tôi đi ngã xuống để cho anh em tôi đứng lên. Đồ má tao đéo còn gì nè, để tao làm tăng cờ cho. Cho tao con dao, tao lao vô, tao ôm đạn hết cho. Bạn phải giữ mạng cho cuộc họp ngày mai bạn. Vâng. Nó bắn tao lủng rồi. Cái mặt cái gì nữa. Ê, tụi nó, ê bên thằng đi tí kiếm rồi tụi nó kìa. Tụi nó đang chạy trên đường cao tốc, chưa đuổi đường cao tốc. Có hả? Đang chưa đuổi đường cao tốc. Đi, motherfuck còn đó. Đi. Đây gọi nè, lên xe. Hẹn hò hết chưa? Rồi. Đủ mấy. Trên đồ nó cũng hai nhát á. Đồ má trên nhà tù liên bang. Gọi nó đi lẹ. Đang gọi, nó đang không bắn máy. Sao chơi tới luôn, người tao đéo còn gì đâu. Quốc. Tao bỏ hết đồ ở nhà, giờ cứ chơi thôi. Tụi bay ra đường, tụi bay cướp hết chứng minh cho tao, nhớ nha. Tao giục thẳng tay luôn mày. Mày quăng luôn cái chứng minh mày hả? Ủa, không, tao bị mất. Tao bị lấy. Điện cho anh Tích đi. Đang gọi Tích. Má, Tích đeo con máy không ba? Đây nè. Cái gì? Quay đầu xe, what the fuck? Mày. Ê kìa. Đây rồi. Chơi đi. Bắn anh em tao. Ê, đâu quá. Hết mấy người về đi. Rút trước đi. Bộ thằng đi lốt đi.
thằng có một thằng nó ngồi trong xe nè. Oh man. Má, tổng cộng 24 lỗ trên người rồi ba. Đâu, cái thằng đó đâu, thằng đó đâu, thằng đó đâu. Nè, 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 nè. Giữ nó lại, mang nó vô đây ba, mang nó vô đây, mang nó vô đây chứ đã. Ủa còn, ủa này. Rồi, để đi, ê, 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 đừng, 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 đừng. Thả đi, thả ra, thả ra. Có ba thằng á, còn thằng đi. Tao lút hết rồi, tao lút hết rồi. Tao phải coi danh tính nó là cái gì đó. Tao không thả được. Tao đéo có danh tính, tao đéo có danh tính. Đéo có danh tính hả? Ok. Mày đúng không? Giữ đường thằng nè, giữ đường thằng nè, giữ đường thằng nè. Mấy thằng cao tốc hồ hả? Mấy thằng cao tốc là còn ngoại á. Em còn bắn kìa, còn bắn kìa, còn bắn kìa, còn bắn kìa. Ê, tụi bay không cần làm gì hết, tụi bay giữ cái xác thằng này lại. Ê, để tao giữ nha. Ok, tao chơi cho. Núp đi Mập, tưởng thưởng Mập. Đi không? Đi không, mày đi không? Đi, nhưng mà bây giờ đang giữ một xác ở chỗ kìa. Tụi bay có người nào được người nào hỗ trợ bên người tao để mà giữ cái thằng đó lại không? Tra khảo nó nữa. Sao rồi bố? Dễ rồi. Tỉnh nó kìa, nó tỉnh kìa. À, ba mặt một lời nó kìa. Damn. Tên gì đây? Tên gì đây? Cái bên nào đây? Tao nói thật tụi mày, nãy giờ tụi mày chỉ bắt đúng là thằng lính đánh thuê thôi. Tao chỉ là lính đánh thuê cho tụi kia, tụi mà tao cũng không nhớ rõ nó lâu lắm rồi. Nãy giờ khoảng thời gian lâu sao mà tao nhớ nổi. Nói chung là tao là lính đánh thuê thôi. Ok, mày có hợp đồng đánh thuê không cu? Thằng nào điêu với mày? Thì tao nhận tiền tao làm thôi chứ làm gì cần hợp đồng. Nào đưa tiền tao làm, tao lính đánh thuê cơ mà. Hả? Mày dạy thằng nào thuê tiền? Mày? Mày giảm bao nhiêu? Thì chuyến vậy thường là tao lấy 5.000, nhưng mà chuyến này nó hơi lớn nên là bên kia deal với tao là 10,000 lận. Damn. Ôi à. Nắm thông tin vậy được rồi, mày cứ đứng nói đi. Đợi một chút. Để cấp cao giải quyết man. Kéo con kia đúng không? Kéo con kia về lịch sử đúng không? Đâu? Đâu? Gỡ chó cho nó, gỡ chó đi. Đây. Gỡ chó đi. Gỡ chó khỏi giường thôi nha, chứ đừng gỡ chó cho nó luôn nha ba. Rồi đi 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 đi. Đi mày. Mày đi từ từ. Đâu? Đưa tao vào. What the fuck, mày là ai đó? Đưa tao vào. Thằng này đòi vào nè anh em ơi. Thằng lộn mày nó lụng xe người ta xong nó cười. Cái lộn mày. Mày nằm đây mày cười tiếp đi. Mày nằm cười tiếp đi. Lũ mẹ nó ngu. Đưa tao vào. Ê, vô, giơ tay lên. Rồi, giữ đi. Rồi, đi về. Đi tàu Seoul đúng không? Đúng. Đi. Chín ơi, chạy xe Chín ơi. Go. Mập ơi, xuống đây tao ôm mày Mập. Rồi, di chuyển. Cúc. Bay. Thầy ghê không tới đâu, đủ mà đéo cần. Mà đủ chút chứ mà đau đầu quá.
Ê Ê Chin Chin tôi đứng tầm quá quan sát. Mày lấy xe mày chặn cửa chứ, để chống đạn qua, để xe ngang qua chặn chống đạn, để xe đây ngang. Có lại đi, cụ có lại đi, cụ vô cầu hang kìa. Không tới rồi mấy sếp ơi. Tôi sẽ đi đây. Ông ta đang làm Spider-Man mà. Skill, skill. Ở trong biển rồi. Tôi sẽ đi. Cái này đủ mẹ, để đồng đội chết vậy. Lùm mèo ngu với lùm. Xuống biển hả? Có cách nào cho nó đầu thai luôn không? Có cách cộng nó vô đây kiếm cái bình xăng á, không cho nổ luôn. Cộng nãy giờ rồi mà. Ủa cái thả bị mắc ra chúng nó vậy? Ôi, để tôi bắn nổ nổ xăng luôn. Có khi nào mà để nó cho mình chờ lâu quá, xong rồi một hồi bắt đầu nó quay lại mình đem nó đi ra cái tụi nó mai phục không? Rồi tầm này ngủ rồi anh em chết đói tới nơi còn cứu nữa vứt đây nè. Đem luôn gì mày, có chìa khóa bên Wu Chang không? Gì cũng có, chỉ có bản năng mà. Đem má thần lùng, đúng là thần lùng. Rồi, xuống đây. Ồ, hên cho mày ha, trước khi mày đi đâu đó mày còn được nghe nhạc ba. Cái nhạc gì? Hôm trước khi chết còn được nghe live show, man. Lên lầu vô phòng 3 đi. Có đạo không ta? Bên đây nè, lên lầu. Có đào không ta? Có đào không? Không biết. Lên lầu đây, cửa không thang máy, không máy cùi rồi. Lên lầu, chỗ cửa lên lầu. Tao tội nghiệp đúng không vậy? Để tao sỉ nhục nó. Để nó đổ tao luôn đi. Cho tao mượn đôi giày mày cho. Hay là cho nó xuống cho nó ra cây xăng rồi đốt nó đi. Cho nó ra cây xăng rồi đốt nó đi anh em. Lý ơi. Hey Billy, ừ. Cho nó ra cây xăng đốt nữa được không? Trời ơi, đốt đi tiên. Đốt cây xăng khác chứ bà, đốt cây chỗ của mình bà. Ê, đừng có đốt cây xăng ơi, đi tổ xe ôn men. Đốt luôn đi, mình ăn tân gia đi. Ăn mừng tân gia đi, phong. Oh fuck. Ôi đâu má nó lớn chưa. Oh fuck. Lỗ doanh thu. Lỗ rồi. Doanh thu 500. Ê biến đi chứ còn chạy xuống coi nữa, biến. Đâu quá cho nổ rồi còn đứng xuống coi nữa. Thằng dân đi giao hàng đâu biết sao mà. Ê. Full xe. Lỗ vậy? Đi lên. Ủa xe đi lên. Đâu má cái xăng đã nổ ra còn nhiều chuyện. What the fuck? Mày lần nào? Ui, đứng lại, giơ tay lên đi. Mấy cô quay bỏ đi. Sao đập đầu xe vậy? Ủa mấy quay đấm tôi. Vậy xin lỗi đi. Ok, rồi nó xin lỗi rồi, được rồi, bỏ qua đi. Biến lẹ đi, công an tới giờ. Đâu, đi đâu?
mà coi chừng là không có bỏ được nha mấy cu.